đã sai hay là đúng. Ngày đó trái tim rung động, ngày đó ta từng nói sẽ yêu đến muôn đời, vậy mà tại sao bây giờ mỗi người một nơi. Lời hứa ai từng nói trái ngang tôi nào thấy, cứ yêu cứ say điên dại. Người đi mang nỗi nhớ, người mang theo tâm trí của tôi về nơi đâu. Tình yêu đó ta chấp nhận hết, biết đâu ngày hôm nay tổn thương đến đâu ta nhận. Đừng lo lắng hay đừng luyến tiếc, ở nơi đây anh vẫn cho anh hãy cho chúng mình. Vì yêu em anh sẽ đi thật xa. Đi ra ngoài. Đi. Tổn thương đớn đau
anh nhận. Đừng lo lắng hay đừng. Tại sao lại là mày? Ở nơi đây mày đủ thông minh để hiểu tất cả mọi chuyện. Tại sao mày làm gì với tao? Tao chỉ trả lại những gì mà nó từng nói.